Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của mình Mia Trinh Trinh. Và trong video ngày hôm nay cũng là chuyên mục Sister Ca Sister, là chị em mình quan tâm đến nhau đó. Thì hôm trước mình đã lên một cái video về cách tắm đúng cách. Cách tắm đúng cách nghe hơi kỳ cục ha. Ừ, nói chung là tắm đúng cách đấy. Thì sau khi mà tắm thì mình còn nói đến bước dưỡng, nhưng cái video đấy dài quá nên là mình đã để dành cái video này. Mình sẽ review những sản phẩm để làm trắng da, dưỡng thể cho body mà mình đã sử dụng. Đây, rồi vừa rơi mất một cái rồi các bác ơi. Thì trong này nó sẽ có Snow White, Hatumugi, Paula's Choice, Vaseline, Bielenda, có cả bột đậu đỏ nha. Thì mình sẽ review gọi là thật tâm nhất trải nghiệm của mình trong vòng 5 năm chăm sóc da. Bởi vì lên đại học thì mình bắt đầu quan tâm bản thân mình, nên là mình hy vọng là video này sẽ ích với mọi người, và mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh của mình, cũng như là nếu mọi người có quan tâm đến các sản phẩm ở trong video này thì hãy ấn ở phần mô tả nha. Đây là hình ảnh da body của mình gần đây. Thì mọi người thấy là cũng tương đối sáng đúng không? Ví dụ như tay của mình làm nail nhiều, hơ máy nhiều này, hoặc là ở cổ và vùng da mặt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì da nó sẽ sạm hơn một xíu. Còn da mình là thuộc cái kiểu trắng vàng ấy mọi người, chứ không phải là trắng hồng hay trắng xanh nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói cách mà da của mình nó trắng lên như bây giờ nha. Thì nếu mà chia ra 100% mình sẽ thấy là nó sẽ phụ thuộc vào 50% mọi người làm sạch. 50% thực ra mình muốn là 70% cơ, nhưng mà còn 30% sẽ là che chắn, còn 20% là dưỡng thôi. Thì cái bước làm sạch nó cực kỳ quan trọng để cái bước dưỡng nó hiệu quả. Và khi mà da nó sáng lên rồi thì đương nhiên để duy trì được kết quả thì mọi người vừa phải duy trì cái việc làm sạch này, dưỡng da, cũng như là đi ra ngoài phải giữ đúng không? Phải giữ thì nó mới trắng, nó mới đều màu và da của chúng mình nó mới mịn mượt được chứ. Chứ làm sao mà kiểu không giữ mà cứ phơi nắng là nó sẽ đen xì luôn. Và đôi lúc kiểu như tia UV lại còn làm hư hại cho da ấy. Mình thì chưa đi spa để làm đẹp lần nào cả. Mình thề với mọi người là mình chưa trải qua một liệu trình spa nào cả, kể là chăm da mụn hay là giảm cân hay là làm trắng da. Đấy, thì mình cũng chưa trải qua spa tắm trắng gì hết, và hoàn toàn ở nhà thôi. Nên mọi người an tâm nha, mình làm trắng bằng cách nào? Ngoài cái việc là mình cọ thì cọ sạch ý, thì như mình nói đó là mình có, lúc mà mới đầu là mình có áp thêm muối tẩy tế bào chết, muối như thế này này, vào trong cái chu trình gọi là chu trình gì, chu trình tắm của mình. Và mình cũng có sử dụng tẩy tế bào chết cái dạng hũ. Thì mình sẽ xin sắp xếp với mọi người hai loại, đó là Cocoon và của Đô. Đấy, thì Đô thì mùi cacao hay là mùi hạt lựu hay là mùi nào cũng thơm, mình thấy cũng thơm cả. Cocoon thì rất là thơm mùi cà phê, và hai cái này đều tẩy tế bào chết rất là tốt. Nhưng mà nếu mọi người cảm thấy là nó mắc tiền quá ấy, thì mọi người chỉ cần tắm như cái chu trình mình hướng dẫn là đã rất là sạch rồi. Kiểu đầu tư một lần nhưng mà tắm được lâu dài thì sẽ tính ra nó sẽ rẻ hơn cái tẩy tế bào chết ý. Còn nếu mọi người có điều kiện, mọi người tắm, mọi người siêng rồi mọi người mua tẩy tế bào chết mọi người dùng ấy, thì mọi người vẫn nên là làm mềm da trước, xong rồi mọi người mới tẩy tế bào chết nha. Và lúc mà lưu ý đó, khi mà add cái hỗn hợp tẩy tế bào chết ở trên da của chúng mình ý, thì nên là da của chúng mình không quá nhiều nước, kiểu như là nó chỉ ẩm thôi ý, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu mà sau này thì mình vẫn duy trì, đó là ta-da, tắm bột đậu đỏ. Trước đây mình còn tắm bằng bột yến mạch nữa cơ, trước đây giàu hơn tắm bột yến mạch của Xuân An ý. Nhưng mà bây giờ không mọi người ạ. Mình tắm bột đậu đỏ, và cái cách mình mix đó là mình sẽ mix thêm cả The Ordinary, cái peeling da màu này này của The Ordinary, hai cái này cộng với bột vitamin C cũng của The Ordinary nữa. Cái bột vitamin C này, cái hũ như này thì mình cũng dùng gần hết rồi mọi người. Các bạn thấy không, nó sẽ có một cái thìa bé. Tỷ lệ mix thì tùy mọi người thôi. Nếu mà mọi người mới tắm ấy, thì mọi người sẽ mix nhiều đậu đỏ này với cả cái sữa chua hoặc là sữa tươi nhiều hơn. Nhưng mình thấy là sữa chua sẽ hiệu quả hơn là sữa tươi nha.
Và cái này là bột niacinamide. Cái này là mình chưa khui ra, mình dơ cái mới lên cho mọi người xem để mọi người thấy thế nào. Còn cái là mình khui ra rồi thì mình sẽ để vào trong một cái hũ nha, để cho nó dễ dùng ấy. Đây, cái này thì là của nội địa Trung thì phải. Mình thấy với mọi người rất là nhanh trắng luôn. Đương nhiên là không phải là 1-2 lần là sẽ trắng luôn được rồi. Chúng mình cũng phải duy trì phải 1-2 tháng cùng với dưỡng, cùng với dê chắn thì da cũng mới sáng lên được. Chứ ai mà 1-2 lần thì người ta đâu cần phải dùng kem trộn đâu, đúng không? Chúng mình đi cái đường an toàn thì chúng mình cũng cần phải có thời gian để cho có hiệu quả. Thì nếu mà hôm nào mình thấy kiểu thời tiết hanh khô quá thì mình sẽ mix thêm cả dầu em bé. Đây, dầu em bé của Johnson Baby. Một chai này rẻ lắm, có 100.000 thôi. Mọi người có thể mix vào 1-2 giọt đấy, xong rồi tắm. Nếu mà mọi người tắm bột đậu đỏ mà mọi người không tắm lại bằng sữa tắm mix thì chỉ mix ít cái này thôi nha. Mix tầm 1-2 giọt thôi. Nếu mà da bạn nào rất là khô thì mới mix nhiều hơn. Thì cái tỷ lệ nó sẽ là một ví dụ như là một thìa to cái bột này nhá, thì chúng mình sẽ cho hai cái thìa nhỏ của cái bột này, hai thìa nhỏ của cái bột vitamin C, với cả thêm 2 thìa sữa chua cái bột niacinamide. 2 thìa sữa chua nha, có nghĩa bột niacinamide nó sẽ nhiều hơn bột vitamin C. Đó. Cái thứ ba đó là mọi người nếu mà muốn tắm nhanh trắng nhanh hơn nữa thì mọi người sẽ vắt thêm cho mình một ít cam, một ít nước cam vào cộng thêm sữa chua. Nó sẽ ra một cái hỗn hợp sền sệt. Sau đấy thì mọi người phải tắm sạch. Mọi người phải tắm sạch trước, tắm xà bông, tắm sạch trước. Chứ mọi người đừng có nghĩ là kiểu cái này nó tẩy tế bào chết luôn nha. Mọi người cứ tắm sạch cho mình trước. Cứ khoảng cũng dùng lược chải khô, rồi cũng dùng cái găng tay tắm ấy. Đấy, cả cái mà cái nào ấy nhỉ? Cái này nữa này, để mọi người kỳ cọ để cho nó da nó mềm đi. Sau đấy thì mọi người mới tắm cái hỗn hợp này. Mọi người sẽ xoa khắp cơ thể. Đấy, bạn nào siêng thì có thể bọc thêm màng thực phẩm vào. Nhưng mà mình thường không hay bọc màng thực phẩm đâu, bởi mình thấy nó không bảo vệ môi trường ấy. Vì cả mình tắm ở trong nhà tắm mình sẽ có một cái ghế, xong mình ngồi trong đấy luôn. Đấy, thì nếu mà mọi người bôi cửa tay ấy, thì mọi người có thể add thêm cả cái bao tay. Cái bao tay gì nhỉ? Cái bao tay thức ăn ấy. Thì mọi người sẽ bấm được điện thoại, nó không bị dây ra. Cũng như cái tay của chúng mình nó cũng sẽ trắng hơn. Đấy là cái cách mà mình tắm trắng nha mọi người. Rất là hiệu quả luôn. Và sau khi mà tắm xong thì mọi người nhớ là tắm thật là sạch nhá. Thì chúng mình mới bắt đầu đi bôi dưỡng nha. Có một cái lưu ý khi mà mọi người tắm đậu đỏ ấy, đó là trên da của mọi người không nên có vết thương. Có vết thương hở ấy, ví dụ như mọi người đang bị tình trạng mụn lưng rất là kinh khủng khiếp, kiểu nó đang ở cái giai đoạn vùng mụn mà nó bị hở vết thương ra, nó kiểu nói sao nhỉ, nó giống như cái mụn nó vừa mới vỡ ra xong ấy, thì mọi người nên để cho nó lành lại một xíu, một vài ngày thì mọi người mới tắm những cái dạng bột như này nha. Cả kể là dưỡng da mà dùng tẩy tế bào chết ở cái dạng hạt tẩy tế bào chết scrub ấy. Đấy, thì mọi người cũng nên tránh những cái vết thương hở da, không là cái tình trạng da của mọi người nó sẽ bị tồi tệ hơn. Thì mình nghĩ là mọi người chỉ lúc đấy mọi người sẽ làm sạch cơ bản. Và nếu mà cái tình trạng mụn lưng cực kỳ nặng thì phải làm nào? Là mọi người sẽ tắm bằng cái sữa tắm Cetaphil á. Để cho nó dịu nhẹ thôi, cái độ pH nó dịu nhẹ thôi. Mình phải cố gắng chấp nhận đầu tư một tí để tắm cho cái lưng và những cái vùng da kiểu bị hở ra như thế thì nó sẽ dịu hơn. Và sau đó thì mọi người hãy bôi. À không, đây không phải là bôi, mọi người xịt cái này. Trước đây thì mình thấy cái này PI nhiều mọi người kiểu mình thấy ai cũng PI, mình nghĩ là không biết là có hiệu quả không. Nhưng mà thôi, kiểu mình cũng không thân thiết với KOL nào cả ấy. Thôi thì mình tự mua xong mình trải nghiệm. Thì cái này thực sự là có hiệu quả nha. Nhưng không phải là như trên kia, trên mạng người ta review là mọi người xịt 1-2-3 lần là nó sẽ có hiệu quả đâu. Mọi người phải kiên trì phải tận 1-2 tuần thì nó mới bắt đầu xê vết thương lại và nó bắt đầu mới có hiệu quả được ấy. Chứ mà 1-2-3 lần vết thương nó xê lại luôn rồi mụn nó lặn xuống luôn, nó khô cồi luôn là không phải. Như thế nó bị ảo ma Canada quá. Xịt cái này thì nó cũng có tác dụng đối với những cái gọi là cái vết nổi lên như kiểu da gà ở cái cánh tay này này, mọi người biết không? Mọi người biết cái mà kiểu nó sần lên xong rồi nó đôi lúc thì nó có nhân không? Nó gọi là dày sừng nang lông mà, viêm da cơ địa. Đấy thì cái này cũng có hiệu quả nhưng mà mọi người phải kiên trì xịt. Nếu mà mọi người không thích kiểu xịt nó tung tóe ra thì mình khuyên là mọi người nên làm như này nhá. Đây, mọi người sẽ xịt vào tay cho nó ướt tay, xong mọi người sẽ tắt như thế này. Mọi người cố gắng là nếu mà xịt mọi người đừng có xịt gần mặt nhá, nó bị kiểu
gọi là sốc á, nó kiểu xịt vào, nó kiểu cái hơi nó bay vào mũi ấy, nó bị khó chịu ấy mọi người. Nhưng mà cái này nó có hiệu quả thật, chỉ là nó không kiểu nhanh chóng như ở trên mạng các KOL review thôi. Nhưng mà để mà sử dụng một cái sản phẩm mà để trị cho mụn lưng với cả những cái mụn li ti ở cánh tay mà mình rất là ghét ý. Đấy, cả chân, nếu mà mọi người bị chân, mọi người cũng xịt ở chân cho mình nha. Mọi người sẽ táp 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 đều. Và lưu ý đó là hãy táp táp, ví dụ như là không mặc cái gì, đấy, không mặc cái gì xong rồi tóc tém gọn lên, đợi cho nó thấp, nó khô ráo thì mọi người mới mặc quần áo vào nha. Chứ không phải là táp táp xong rồi, cả cái bôi dưỡng thể cũng như thế, là chúng mình sẽ đợi cho nó thấm khô ráo vào thì chúng mình mặc quần áo, chứ nó không dây vào quần áo khó chịu lắm, khó chịu lắm, xong rồi còn dính vào nữa, rất là phí sản phẩm. Thì đấy là review của mình về cái chai này. Cũng được, cũng mua được đấy. Hình như cũng không phải là quá mắc đâu, tầm khoảng 300-400 nghìn, mà một cái chai nó rất là nhiều. Mình xịt xong mà nó cũng kiểu như mình khỏi rồi á, mà nó vẫn còn này, mình nghe thấy không? Trong 5 năm mà mình dưỡng thể thì mình chỉ sử dụng có cái gọi là Vaseline là nhiều nhất. Thì trước đây là mình dùng cái chai Vaseline tận 500 hay là 725ml của Thái mà rất là to ấy, mọi người biết cái chai đấy không? Rất là huyền thoại đấy. Đấy, còn bây giờ là mình dùng cái này. Lấy nét đi trời ơi. Đây, còn bây giờ là mình sử dụng cái này nha các bạn ơi. Cái này là Vaseline Niacin My Tone Up 4X. Mọi người cứ tranh cãi là 4X hay là 10X nó sẽ trắng hơn. Còn cá nhân mình thấy thì bởi vì da của mình nó đang trắng ở một cái độ là cũng là da trung bình sáng rồi, nên là mình thấy là nó đều có hiệu quả. Và mình thì không bị nuôi lông quá nhiều, bởi vì cơ địa của mình là ít lông. Nhưng bạn nào mà bị nuôi lông quá nhiều thì Vaseline sẽ bị nuôi lông nha. Cái này mình thấy là nó bị nuôi lông nhiều hơn cái chai to to ấy mọi người. Nhưng mà cái này cảm giác của mình là sẽ trắng nhanh hơn chai to to. Nhưng mà để mà ví dụ như da bạn nào bị ngăm, da bạn nào đang ngăm á, mà kết hợp cái chu trình mà mình hướng dẫn đến mọi người ấy, thì cái chu trình là tắm sạch ấy mọi người, thì cũng phải lên, mọi người sẽ dùng hai chai như thế này thì sẽ thấy da của mọi người sẽ sáng lên rõ ràng luôn. Và đương nhiên là phải che chắn nha các bạn ơi. Thì ưu điểm của Vaseline hai dòng mà mình sử dụng á là 4X với cả cái chai da Vaseline Thái to kìa. Thứ nhất đó là nó thấm rất là nhanh, nó đều có một cái chất màu hồng hồng. Hình như là Vaseline 10X là nó có cái chất màu trắng đúng không? Nhưng đây, có nhiều da lại không bảo. Nó có sẽ có một cái đầu như này nhá. Lỏng như này, mọi người thấy nó lỏng không? Xong lấy nét, trời ơi, chạy tê le. Đấy, nó lỏng như này. Và mọi người nhìn này, rất là dễ tán luôn ý. Mọi người thấy dễ tán không? Và cái mùi nó thơm, yeah, nó thơm lắm, nó thơm. Nó thơm mà em mình nó ngửi nó thơm quá. Nó bảo là sao chị suốt ngày bôi cái này nó thơm thế. Cái chai mà to to ấy nó cũng rất là thơm. Và cái này thì mọi người sẽ nói là nó sẽ nâng tone nhẹ đúng không? Với những cái bạn nào mà da kiểu ngăm ngăm. Ừ, nhưng mà với da của mình nó trung bình sáng rồi thì nó chỉ có bóng lên thôi chứ nó cũng không nâng tone gì cả. Thì mọi người có thể tham khảo cái này nhá. Nói chung là mình vẫn sắp xếp mọi người mua da Vaseline mặc dù là nó nuôi lông. Nhưng bạn nào mà kiểu cơ địa không quá nhiều lông ấy mà muốn dưỡng trắng rồi một sản phẩm mà kiểu gọi là trung bình, kiểu giá cả phải chăng, xong rồi cần dung tích to đó. Mọi người nhìn cái chai to bằng này 300ml to nha. Xong rồi cũng rẻ nữa. Mình mua chắc là 250 hai chai này thôi. Thì rất là đáng để mua, bởi vì là cái mà mình muốn khi mà bôi một cái dưỡng thể đó là nó không bị bết dính. Mình rất ghét cái cảm giác bết dính, xong rồi thấm lâu, xong rồi cứ mảng mảng, cứ dính dính ấy. Không thích, không thích, không thích. Cả cái sản phẩm dưỡng da thì gu của mình vẫn là kiểu không bết dính ấy. Nhưng mà dưỡng da thì mình còn có những cái máy để đẩy tinh chất, rồi mình có những cái máy mà kiểu phụ giúp vào cái quá trình để cho nó thẩm thấu nhanh hơn ấy. Nhưng mà người nó to như thế này, da cơ thể nó nhiều như này, làm sao mà mình có thể dùng cái gua sai là dùng cái gì mình để cho nó thẩm thấu rất là sâu đâu, đúng không nào? À, có một cái nữa là khi mọi người bôi dưỡng thể, mọi người biết các chị bên Trung nó có một cái găng tay để bôi dưỡng thể không? Thì mình khuyên mọi người không nên mua cái đấy nhá. Bởi vì là cái đấy chỉ để bôi kem body khi mọi người make up, ví dụ mọi người make up trắng mặt quá, mọi người bôi những cái kem body nâng tông ấy để cho da nó sáng lên ấy thì mới dùng cái đấy.
thì nó đỡ dây vào tay tém lip tém lem mọi người lúc mà mọi người make up á. Chứ còn bình thường mọi người bôi dưỡng thể thì mình khuyên là mọi người vẫn nên ở trạng thái nút, có nghĩa là trạng thái mà không mặc gì, lúc mà tắm xong ấy thấm nước khô, sau đấy mọi người bôi luôn và mọi người đứng đợi cho nó thấm vào rồi chúng mình mới mặc quần áo. Chứ mọi người cũng không nên là kiểu mặc quần áo rồi xong rồi ngồi ở giường các thứ bôi bôi đâu, thì nó bị bất tiện hơn và nó không bôi được hết cơ thể của chúng mình ý. Thì rất là chấm điểm cao cái em này, rể này, không bết dính này, thơm này, tắm rất là nhanh và hiệu quả, làm trắng da cũng gọi là vừa ý của mình. Và da của mình được như bây giờ hầu hết là do Vaseline, bởi vì mình dùng Vaseline rất là nhiều bởi giá của nó mềm ấy. Mình chưa trải nghiệm Olay nha mọi người, thực lòng là mình chưa trải nghiệm Olay nên mình không thể nào mà bảo với mọi người là mua Olay như này như nọ được, nhưng mà mình thấy là mọi người mua Olay thì cũng thấy trắng đấy. Thì thôi cứ mua Vaseline. Bước đầu mình, kênh của mình vẫn hướng đến các mục tiêu là các em mà chăm sóc bản thân mình từ sớm, thì các em sẽ không có nhiều tiền đâu. Chúng mình có thể để dành tiền ở những cái mục đích khác. Chúng mình cố gắng là ra ngoài đường che chắn này, xong tắm sạch hơn này, xong rồi bôi dưỡng đều là sẽ sáng lên rồi. Đó, còn tiền mà để đầu tư vào những cái sản phẩm nhiều đắt hơn thì chắc là cũng không cần thiết. Cái thứ hai mà sau này mình mua mà mình còn bôi mùa đông nha là Hatomogi. Thực lòng là mình chưa mua lại Hatomogi bao giờ cả, mình có mỗi hai chai này thôi. Và bây giờ hình như Hatomogi cũng rất là rẻ. Hôm trước mà mình giới thiệu cho mọi người cái hand cream là kem tay ấy của Hatomogi, mình thấy cũng được ấy, nhưng mình không thích cái mùi lắm. Thì cái này cũng như thế, cái mùi của nó cũng không thích lắm. Thực sự ấy, không thích cái mùi này đâu. Vaseline cũng có cái chai màu vàng để bôi cho ngày, có thêm chỉ số chống nắng nha. Nhưng mà mình chỉ dùng dưỡng thể ban đêm thôi mọi người ạ, dưỡng thể Vaseline ban đêm thôi. Còn Hatomogi cũng chia ra ngày và đêm, cái chai ngày nó sẽ nhỏ hơn và cái chai đêm nó sẽ to hơn. Thực lòng mà nói thì mình nghĩ da của bạn nào rất là khô thì chắc là dùng một sản phẩm đặc trị hơn nữa. Nhưng mà nói chung là về da kiểu thiên khô ấy thì mọi người hãng dùng Hatomogi. Bởi vì là Hatomogi cái chai ban đêm này nó sẽ có cái cảm giác nó bị dính, nó kiểu bị thấm, nó bị lâu hơn ý. Cái chất của nó sẽ làm cái chất lỏng như thế này, nó giống như cái kem tay luôn mọi người, gel lỏng như thế này. Tán ra thì cũng tán ra rất là dễ thôi, nhưng mà cái cảm giác nó cấp ẩm nhiều hơn. Khi mà ngửi hẳn cái chai thì cái mùi của nó không được dễ chịu lắm, nhưng mùi nó cũng sẽ bay đi thôi mọi người ạ. Nên là nếu bạn nào không quá quan tâm đến mùi thì cũng ok, nhưng mà mình vẫn khuyên là bạn nào mà da khô vậy thì nên dùng. Còn như da của mình là, da mặt của mình là da hỗn hợp thiên dầu nha mọi người. Còn da cơ thể của mình thì kiểu tùy thời tiết ý. Nhưng mà mình vẫn không thích Hatomogi lắm bằng Vaseline. Còn cái chai ban ngày này thì ok hơn. Đây, cái chai ban ngày là một cái chất nó sẽ đặc hơn cái chai ban đêm, đặc hơn một tí bởi vì nó có thêm vào chất chống nắng ấy. Và cái chai ban ngày này nó sẽ nâng tông một xíu, chắc là với da của mình thì được 0.25 tông thôi mọi người nhá, 0.25 tôn cho da nó sáng lên bóng bóng thôi, chứ nó cũng không phải là kiểu kem body để nâng tông để kiểu da sáng rực rỡ lên. Nên là bạn nào mà đang tham khảo Hatomogi thì tham khảo review của mình. Nếu mà bạn nào mà vẫn thích ấy, thì mọi người cứ mua trải nghiệm thôi. Như bạn mình, như bạn cùng lớp đại học của mình ấy, thì dùng cái này hiệu quả trắng ok. Bạn ấy bảo rằng là bởi vì bạn ấy không bôi ở bụng ấy nên là kiểu như là da cơ thể của bạn ấy trắng lên, nhưng mà bụng thì nó lại kiểu đen đen. Nên là chắc là tùy người hợp hay không ấy. Nhưng mà để mà bảo rằng là để nó trắng lên thì mình cũng nghĩ mọi người phải dùng hết một chai này đến cái chai thứ hai đi, thì da của mọi người mới lên nhanh, thì lên được một tôn rưỡi, còn chậm thì kiểu nửa tôn thôi. Như mình thì chắc là được nửa tôn bởi vì mình cũng chưa dùng hết ý. Mình không thích cái cảm giác nó dính kiểu không thấm nhanh bằng Vaseline ý, và nó kiểu bóng bóng ấy. Thì cái này nó chỉ dùng trong mùa đông thôi, chứ còn mùa hè thì chịu, hoặc là mùa hè mọi người phải dùng trong máy lạnh thì cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn. Nó qua là mình không hay bật máy lạnh đâu nhá, mình cũng sợ bị nhiễm hàn ấy, bởi vì cái cơ thể của mình là thể lạnh ấy và mình cũng tiết kiệm điện nữa. Thì đấy là chỉ trải nghiệm review của mình. Ví dụ như là Vaseline mình chấm được 9 điểm thì cái này mình chấm được 7 điểm rưỡi nha mọi người. Tiếp theo là Bielenda. Đây, cái chai màu vàng như này. Cái chai màu vàng này thì nó có mùi cam quýt. Đây.
nó chất nó sẽ như này, nó vẫn còn một ít mọi người ạ. Cũng là một cái chất, nó có một cái mùi cam quýt xong mùi chút chua ấy. Nó giống như là cái bột niacinamide các bà ơi. Các bà biết cái bột niacinamide nó có mùi nào thì cái này ít hệt như thế. Xong rồi cái chất này thì mọi người để lâu cái chai là nó cũng sẽ hơi bị bón một tí nha. Cái tay này bôi quá nhiều dưỡng thể rồi. Đây, thì nó cũng sẽ để lại một cái lớp bóng, nhưng mà cái mùi cam quýt nó rất là đặc trưng. Trời ơi, mùi cam quýt mình có thấy nó mùi chua chua. Thì mùi cam quýt chả chua chua nhỉ. Ừ. Thì nếu mà để trắng như ở trên mạng nói nha, thì không hiểu sao mình vẫn thích Vaseline nhất, chứ mình cũng không thích Bialenda bằng Vaseline đâu. Mà Bialenda thì kiểu khó mua hơn và giá cũng mắc hơn. Còn hiệu quả làm trắng thì mọi người sẽ dùng xong chai này, mọi người cũng sẽ thấy da của mọi người trắng lên. Nói chung là để hiệu quả làm trắng thì nó sẽ trắng hơn cái Vaseline đấy. Kiểu nhưng mà cái cảm giác bôi thì mình không thích bằng Vaseline, và mùi mình cũng không thích bằng Vaseline luôn. Nên là tôi vẫn kiểu trung thành với Vaseline ấy mọi người. Thì cái này mình sẽ chấm được 8,5 nhá. Hiệu quả làm trắng ok. Cái mùi thì mình không thích lắm, cái cảm giác bôi thì mình cũng thích lắm. Nó vẫn ở cái độ ẩm trên da. Và mọi người cũng phải đợi để nó thấm lâu hơn Vaseline nha, để nó khô ráo hoàn toàn ý. Thì đấy là cái trải nghiệm của mình. Còn mình cũng sử dụng body lotion, Skin Revealing Body Lotion của Paula Choi. Trước đây thì mình đã sử dụng một chai BHA rồi. Còn bây giờ thì mình đang sử dụng AHA. Thì BHA và AHA thì nó đều là cái kiểu tẩy da chết thôi. Nhưng mà AHA sẽ phù hợp với các bạn da khô, còn BHA thì phù hợp với các bạn da kiểu dầu ẩm hơn ấy. Thì mình sử dụng, mình thấy có một điều đó là da mịn hơn. Thực sự đúng là tiền là của đấy mọi người. Cái mùi thì mình không thích lắm. Đây, cái chất nó sẽ như thế này nha. Cũng là một cái chất dạng cream trắng như này, không lỏng bằng những cái em kia, tán ra cũng rất là dễ dàng. Đây này, và nó kiểu cũng tan ra như nước ấy, nhưng nó không, sẽ không thấm nhanh như Vaseline đâu nha các bạn nha. Nó cũng sẽ kiểu ướt ướt, nhưng đúng là nó có một cái hiệu quả để làm cho da của chúng mình mịn hơn. Và nếu mà bôi cái BH, cái AHA này rồi ấy, mà mọi người vẫn muốn sử dụng dưỡng thể ấy, thì mọi người, mình nghĩ là nếu mà da mọi người đã đều màu rồi, đã mịn mượt rồi, thì mọi người chỉ cần duy trì kiểu như cách này thôi. Sau đấy thì mọi người cũng xen vào dưỡng thể và bôi vào những cái vùng như là đầu gối này, cùi chỏ này. Đấy, và nếu mà ví dụ vùng dưới cánh tay của mọi người nó có vấn đề gì về sắc tố mà nó thâm ấy, nhưng mà nó không có vết thương hở nha, nó không có mụn, không có vết thương hở nha mọi người, nhớ nhá. Thì mọi người mới bôi cái tẩy tế bào chết AHA hoặc là BHA của Paula Choi vào dưới vùng da cánh tay nhá. Bởi vì nó khá là nhạy cảm. Cái vùng da dưới cánh tay không phải là cái vấn đề này nhạy cảm, mà là cái vùng dưới da cánh tay nó nhạy cảm, nó mỏng hơn. Thì đương nhiên là khi mà bôi vào thì cái nguy cơ nó sẽ bị kích ứng nhiều hơn. Và cái vùng da dưới cánh tay mà nó bị thâm sạm nó cũng không phải là vấn đề gì mà kiểu cá kinh khủng khiếp mọi người phải ngại đâu. Bởi vì nó là cái vùng mà nó trùm lại xong nó ma sát nhiều mà. Trời ơi, cái tay của mình hơi bị tự ti về cái tay này ấy mọi người. Cái người của mình có 45 cân mà cái tay cứ như là 80 cân ấy. Mình phải cố gắng để cho tay nó nhỏ hơn mới được. Thì nếu bạn nào mà đang muốn làn da nó đang kiểu da bị sần, da bị xày dừng lâu năm ấy, thì mọi người có thể bổ sung Paula Choi vào trong lựa chọn của mọi người để có một làn da mềm mịn, thấm dưỡng ăn dưỡng hơn. Nó giống như là cái phương pháp tẩy tế bào chết hóa học đấy mọi người. Như da của chúng mình đúng không? Dù chúng mình dùng BHA, AHA trên mặt rồi, nhưng mà đôi khi mình vẫn khuyên mọi người cũng dùng cả tẩy tế bào chết vật lý để nó lấy ngay đi cái lớp dày sừng á. Thì chúng mình make up hoặc là chúng mình dưỡng da thì nó cũng sẽ ăn dưỡng và cái make up của chúng mình nó sẽ láng mịn hơn. Như hôm nay nè, mọi người thấy da của mình ok không? Mịn không? Dù nó vẫn có những cái vết hâm nha, vết hâm mụn ít đó, nhưng mà về cơ bản nó không còn những cái vảy vảy hay là kiểu dày sừng lên nữa do kiểu da nó bong ra nữa ấy. Đấy, nên là rất là high recommend mình sẽ chấm cái này. Mặc dù cái cảm giác mình không thích nhưng cái hiệu quả mình thấy rất là rõ ràng. Và cái trừ của nó là mắc thôi, thì mình sẽ chấm 8,5/10 nha. Tiếp theo mình sẽ review về, cũng
cũng là một cái dạng tắm trắng. Cái này, tại sao cái này mình lại để cuối cùng? Bởi vì mình không thích nó. Thề luôn đấy, nếu mà bảo mua lại không thì mình không mua lại. Mình mua tận 3 combo, là một cái dưỡng, một cái tắm trắng này. Thì mình thấy nó chỉ thích hợp khi nào, khi mà mọi người muốn ra mọi người trắng ngay lập tức để đi ra ngoài, thì mọi người sẽ tắm bằng cái hôn mui này. Nó sẽ là cái túi dạng như thế này, xong mọi người vặn ra, xong bên trong nó sẽ có chất màu trắng đặc đặc, xong mọi người bôi lên trên da, xong mọi người để đấy đến lúc mà mọi người xả nước đi thì nó sẽ để lại một cái lớp màng trắng ở trên da. Nếu mọi người có móng tay mọi người cào một cái, mọi người sẽ thấy nó sẽ có cái cặn giống như ghét ý, ở trên da là nó có cái lớp trắng ấy. Và nếu mọi người tắm lại bằng xà bông và tắm kỹ như cái chu trình mình nói, hoàn toàn mất luôn. Để mà lấy thấy hiệu quả thì nó sẽ rất là lâu, nhưng mà được cái nó rẻ và nó sẽ có thể cấp cứu mọi người cấp tốc lúc mà mọi người muốn cái da mọi người nó sáng lên kiểu sáng đều mà mọi người không muốn bôi kem body luôn ý. Đấy thì mình cần đi đâu đấy mình muốn da trắng lên khoảng một tôn hoặc là nửa tôn, đối với bạn nào mà kiểu da đã sáng rồi chẳng hạn, thì mọi người có thể tắm cái này cấp tốc xong rồi về nhà mọi người tắm lại thì còn được. Chứ bảo rằng là mình dùng cái này để tắm trắng thì mình thấy nó không ổn lắm, mình sẽ không mua lại đâu nha. Được cái mỗi cái là nó rẻ thôi, nhưng mà hình như là ở trên mạng nó bị review, nó bị overrated quá đúng không, nó bị khen quá đà ấy. Chứ để mà mình thích thì không thích. Còn cái này mình còn đang không biết xử lý như nào, vì cái dưỡng như này nó cũng rất là lỏng, mình không thích lắm. Và mình có nhiều dưỡng thể nên là cái combo này mình không thích lắm. Nhưng mà mình nói rồi đấy, nó sẽ, nếu mà cần thiết thì mọi người mua cái túi để tắm trắng này, còn túi dưỡng này không cần đâu, để các bác cứu cánh lúc mà mọi người muốn ra mọi người trắng luôn. Thì đây là một cái sự lựa chọn gợi ý cho mọi người thôi. Chứ mình vẫn thấy an toàn nhất đó là tắm bột đậu đỏ mix với sữa tươi. Có thể thêm công thức như mình là thêm bột niacinamide, bột vitamin C để da nó trắng hơn. Chứ còn không thích cái này, không thích cái này. Cái này chấm 7 điểm. 7 điểm, đấy là cộng thêm nửa điểm là bởi vì nó rẻ thôi đấy. Mình nói là ban ngày mình không mua, ban ngày là mình không bôi cái Vaseline đúng không? Hay là những cái sản phẩm vừa nãy mình review ấy. Thì ban ngày mình bôi gì? Mình bôi Snow White. Ta-da! Snow White này chắc là mình dùng được 4 chai hoặc 5 chai rồi, của Secret Key. Đây thì cái chai nó sẽ như này, đây là chai hết rồi, còn đây là chai mới mình vừa mới bỏ ra xong. Thì nó cũng rơi vào tầm 200-300 nghìn gì đấy. Được một cái đó là nó sẽ nâng tông, nó sẽ nâng được khoảng từ nửa tôn cho đến một tôn rưỡi, tùy vào cái khả năng thích ứng của da của mọi người. Ví dụ như bây giờ da của mình nó trắng rồi thì nó chỉ nâng được khoảng nửa tôn đến một tôn, nửa tôn thôi mọi người ạ, mình nghĩ là chỉ được nửa tôn thôi. Nhưng mà được một cái đó là nó cũng không bị dây ra quần áo, không bị bết dính, cái trắng của nó lên nó sẽ rất là tự nhiên. Và nó cũng có những cái thành phần dưỡng để mọi người dùng lâu dài, da của mọi người trắng lên. Và thông thường thì mình sẽ bôi ở cổ này, bôi những cái vùng nó lộ ra ngoài ấy. Ví dụ như hôm nào mình cần đi ăn cưới thì mình sẽ bôi cả chân, cả tay. Nhưng mà nó sẽ cấp ẩm này và nó sẽ sáng lên, chứ nó không kiểu trắng bệch. Nó không kiểu trắng như mấy cái xịt xịt kiểu làm trắng da của các tỷ tỷ bên Trung đâu. Nhưng mà nó cũng an toàn và cũng là một cái sự lựa chọn ok để mọi người tham khảo nha. Trước đây mình còn thử bôi lên mặt rồi, nhưng mà không sao cả. Mình bôi lên mặt thì nó cũng làm cho da của mình nó trắng sáng hơn. Nhưng mà mình cũng không khuyên mọi người là bôi lên mặt thường xuyên đâu nha. Mọi người chỉ cần bôi lên trên cổ với cả tay chân là được rồi. Nó sẽ làm cho da mọi người sáng lên đấy. Nên là đây là review của mình về những sản phẩm ngày hôm nay. Mọi người thấy video này thế nào? Nếu mà thấy hữu ích thì nhớ like, subscribe kênh của mình để ủng hộ cho mình nha. Hoặc là mọi người muốn góp ý cho mình cái gì thì mọi người cứ comment để cho mình biết nha. Vì là video mong mai xem mình cũng kiểu hơi buồn, hơi nản ấy, nhưng không sao, chúng mình sẽ cố gắng. Ai chả có những lần đầu tiên đúng không? Chúc mọi người đều xinh và hy vọng là video này mọi người cũng có thêm nhiều cái review hơn về một số sản phẩm dưỡng thể rồi, mà để có một làn da trắng mịn đều màu hơn. Bye bye.